lớn trái nho có kết hợp với cả cái chai mà Cansibo GABA đây cô chú anh chị em nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Đây là cái bộ mà dưỡng lớn trái sử dụng cho các loại cây ăn trái, cây lấy quả nhé. Trong trường hợp này thì nhà anh Bảy sẽ sử dụng phun xịt cho cây nho. Anh Bảy ở Kiên Giang của chú anh chị em nhé. Một bộ gồm có một chai với hai cái gói này thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm 400 lít nước là bằng với 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. 400 đến 500 lít là bằng 20 đến 25 bình đeo lưng. Khi mà nho của các anh chị đã bọc rồi, bọc bịch bọc xốp rồi ấy, thì mình vẫn sử dụng cái này phun xịt lên lá bình thường nhé. Nó vẫn có tác dụng để nuôi dưỡng lớn trái, đẹp trái và giúp cho trái nho to, căng, bóng, tròn nhé. Và trái lớn đều nhau nhé. Nó sẽ giúp cho là giúp cây cung cấp dinh dưỡng trong cái thời kỳ mà nuôi trái. Và các anh chị sử dụng định kỳ khoảng tầm 10 đến 15 ngày một lần. Và với cái bộ sản phẩm này thì nó còn có thể là giúp cho cái quả nho của các anh chị nó hạn chế bị cái hiện tượng như là bị héo rụng quả non này, và hạn chế những cái việc là bị méo trái và trái nó lớn không đều nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái bộ dưỡng lớn trái này, cái này thì nó có thể sử dụng cho được các loại cây trồng nhé, các loại cây lấy quả. Cứ những loại cây nào lấy quả mình có thể sử dụng cái này mình phun xịt lên được nhé. Thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình, cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới khác nữa nhé.